Bạn lo lắng khi những đốm, mảng sậm màu thường xuyên hiện diện trên khuôn mặt và phát triển rất nhanh khiến nhan sắc giảm sút, làm làn da trong loang lổ kém mịn màng, không đều màu, thiếu hẳn sức sống vốn có. Bạn tự ti với làn da sạm nám mỗi khi trình bày phát biểu trước đám đông, mặc dù đã trang điểm rất kỹ. Bạn băn khoăn tìm mọi cách để giảm bớt chúng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đừng lo lắng nữa nha, hôm nay Khỏe Mạnh Đúng Cách sẽ bật mí cho bạn cách giảm nám đơn giản tại nhà, vừa an toàn vừa hiệu quả. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Tuy nám da không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chúng sẽ làm chị em trông già nua hơn tuổi thật của mình, thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn, tạo điều kiện thuận lợi để nếp nhăn, khô sần, chảy xệ hình thành. Sau đây là 8 loại thần dược giúp chị em phụ nữ chúng ta lấy lại vẻ tự tin ngày nào với các nguyên liệu gần gũi, dễ tìm và cách thức chế biến cũng vô cùng đơn giản. Mách bạn 8 loại thần dược giúp xua tan nám hiệu quả. 1. Nha đam. Nha đam vốn từ lâu được coi là thần dược làm đẹp cho chị em. Trong nha đam chứa nhiều vitamin A, C, E cùng các khoáng chất như canxi, kẽm, natri hỗ trợ điều trị nám hiệu quả. Để thực hiện, bạn lấy lá nha đam tươi rửa sạch, sau đó bóc tách vỏ bên ngoài, giữ phần thịt bên trong, sau đó xay nhuyễn được hỗn hợp. Bạn lấy hỗn hợp này đắp lên phần da bị nám để trong 15 phút, rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện 2-3 lần trên một tuần để nhanh chóng loại bỏ các vết nám tàn nhang. Ngoài công dụng trị nám dưỡng da và làm đẹp thì nha đam còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. 2. Lá tí tô. Lá tí tô không chỉ là một loại lá ăn kèm với nhiều món ăn mà còn trị bệnh về cảm sổ mũi. Ngoài ra chúng còn là một trong những nguyên liệu trị nám da cực hiệu quả. Nhờ các thành phần vitamin A, C, chất chống oxy hóa sẽ giúp kích thích tái tạo làn da mới, đồng thời ngăn ngừa lão hóa và ức hắc sắc tố melanin gây nám da. Cách thực hiện, rửa sạch bằng cách ngâm lá tí tô trong muối khoảng 10 phút để loại bỏ vi khuẩn, giã hoặc xoay nhuyễn để lấy được nước cốt từ lá tí tô. Vệ sinh da mặt bằng nước ấm để nở lỗ chân lông giúp hấp thụ chất tốt hơn. Thấm nước cốt lá tí tô đều lên mặt bằng bông và để khoảng 10-15 phút. Sau đó rửa mặt bằng nước mát lại một lần nữa thật sạch. 3. Sữa chua. Sữa chua được coi là một trong những nguyên liệu rất thân thuộc trong các loại mặt nạ, đặc biệt nên chọn loại sữa chua nguyên chất, không đường, không mùi. Sữa chua chứa rất nhiều axit lactic làm trắng da và làm mờ những vùng bị sạm hiệu quả. Không những thế, sữa chua còn có thể sản sinh ra nhiều tế bào giúp da luôn chắc khỏe, bảo vệ da khỏi ánh mặt trời. Cách thực hiện, sau khi rửa mặt thật sạch, dùng cọ tán đều sữa chua lên mặt. Sữa chua có dạng lỏng, dễ bị trôi nên hãy để 5 phút cho khô lại và thoa thêm một lớp nữa, để thêm 10 phút cho thấm vào da, sau đó rửa sạch với nước ấm. 4. Dầu dừa và chanh. Dầu dừa từ lâu vốn được sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp da như dưỡng ẩm, kích thích sinh sản tế bào mới và tái tạo bề mặt da rất hiệu quả. Để trị nám da hiệu quả bằng dầu dừa, bạn có thể kết hợp với đường nâu, chanh, sữa chua hoặc muối. Thông thường kết hợp dầu dừa với chanh là phương pháp trị nám hiệu quả nhất hiện nay, vừa đơn giản lại vừa nhanh chóng. Cách trị nám tại nhà bằng dầu dừa và chanh. Hòa dầu dừa và chanh theo tỷ lệ 1:1, lượng vừa đủ dùng. Dùng bông gòn thấm đều lên khắp mặt, lưu ý những vùng bị nám da. Kết hợp massage nhẹ nhàng để hỗ trợ thẩm thấu vào da hiệu quả. Đợi khoảng 15-20 phút và rửa mặt bằng nước sạch. 5. Trứng gà. Đối với làm đẹp, nếu như mật ong được biết đến như một thần dược với tác dụng cung cấp chất dưỡng ẩm cho da, thích hợp cho cả da khô và da nhạy cảm. Còn trứng gà, đặc biệt là lòng trắng trứng, có 60% là nước, protein, chất béo và vitamin B. Chúng có tác dụng lớn trong việc ngăn ngừa các vết thâm, sạm, nám da và tàn nhang hiệu quả. Hai thành phần trên có tác dụng chuyên đánh bay nám kết hợp thì bạn cũng nên thử ít nhất một lần xem nhé. Nguyên liệu: một quả trứng gà và 2 thìa mật ong. Cách thực hiện: chỉ lấy lòng trắng trứng và dùng máy đánh trứng đánh cho bông lên, cùng lúc bỏ mật ong vào từ từ rồi khuấy đều lên. Rửa mặt sạch với nước ấm, dùng cọ bôi hỗn hợp lên mặt. Sau 20-30 phút, mặt nạ đã khô thì rửa sạch lại với nước lạnh. Thực hiện 2 lần trên một tuần, kiên trì khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt. 6. Rau diếp cá. Các hoạt chất cũng như vitamin có trong rau diếp cá có tính năng ngăn ngừa sự hoạt động của các sắc tố melanin gây nám da cũng như trẻ hóa làn da. Bạn có thể chọn phương pháp uống trong thoa ngoài để tăng hiệu quả điều trị nám tại nhà cùng rau diếp cá.
Cách thực hiện, hãy xay nhuyễn lá rau diếp cá rồi lọc lấy nước, thoa lên vùng da bị nám hoặc tàn nhang trong 15 phút để dưỡng chất thẩm thấu rồi làm sạch da mặt. 7. Mật ong. Trong mật ong chứa nhiều thành phần như vitamin A, B, E, C và các dưỡng chất cho da giúp kháng khuẩn, chống lão hóa, dưỡng ẩm và phục hồi da hiệu quả. Mật ong kết hợp với nước chanh chứa nhiều vitamin C giúp chống oxy hóa mạnh và bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV mang lại. Để thực hiện, bạn lấy lượng nước cốt chanh pha với mật ong theo tỷ lệ phù hợp. Sau đó, bạn sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 15 phút, rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện 2-3 lần trên một tuần vào buổi tối để nám nhanh biến mất nhé. 8. Nghệ. Nghệ luôn là thần dược được sử dụng hỗ trợ những cách làm trắng da mặt. Vì nghệ chứa rất nhiều chất oxy hóa, từ đó làm hồi sinh lại mảng da bị sạm. Cách thực hiện, trộn đều một muỗng cà phê bột nghệ và một muỗng cà phê mật ong cho tới khi thành hỗn hợp đặc sệt. Dùng cọ thoa đều lên khắp mặt, đặc biệt là những vùng bị nám. Để 20 phút cho dưỡng chất thẩm vào da, rửa sạch bằng nước ấm. Và sau đây là những lưu ý khi đắp mặt nạ để giúp làn da luôn tươi trẻ. 1. Đắp mặt nạ ngay sau khi vừa chế biến. Ngay sau khi vừa chế biến xong, bạn nên đắp mặt nạ trị nám tại nhà ngay lập tức, tránh để lâu quá hoặc lưu trữ dùng dần. Vì trong một thời gian dài, những chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi do quá trình oxy hóa nên sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Chưa kể việc lưu trữ các loại mặt nạ tự nhiên còn khiến cho một số chất của mặt nạ biến đổi, nhiễm khuẩn khi sử dụng rất dễ bị nhiễm trùng, viêm nhiễm, gây ảnh hưởng nặng nề đến với làn da của mình. 2. Đừng quên bước dùng thử. Hầu hết các phương pháp trị nám tại nhà từ thiên nhiên đều sử dụng các nguyên liệu lành tính, an toàn. Tuy nhiên, nếu cơ địa không phù hợp với những chất trên mặt nạ, bạn cũng có nguy cơ bị kích ứng. Tốt nhất, bạn nên thử trước lên một vùng da tay khoảng 10-15 phút để xem có phản ứng gì không. Và sau đó, bạn chỉ nên tiếp tục đắp mặt nạ nếu không có bất kỳ phản ứng bất thường nào. 3. Chỉ đắp mặt nạ vào buổi tối. Thông thường, các loại mặt nạ trị nám tại nhà tự nhiên đều có tính tẩy cao là mỏng da. Do đó, nếu áp dụng vào buổi sáng, khó tránh khỏi việc da tiếp xúc với ánh mặt trời. Điều này có thể khiến da bị đen sạm. Hơn nữa, vào buổi tối, làn da sẽ hấp thu các dưỡng chất một cách dễ dàng và dễ đạt hiệu quả cao. Việc đắp mặt nạ vào buổi tối cũng giúp chúng ta thư giãn tinh thần, giải tỏa mệt mỏi sau một ngày làm việc và học tập. 4. Rửa mặt sạch trước lúc sử dụng. Một làn da sạch và thoáng sẽ dễ dàng hấp thu các dưỡng chất từ các phương pháp trị nám tại nhà từ thiên nhiên hơn. Điều này còn để các thành phần của mặt nạ sẽ dễ dàng thẩm thấu vào da và từ đó phát huy tối đa hiệu quả trị nám tại nhà. Bên cạnh đó, sau mỗi lần đắp mặt nạ, bạn cũng cần vệ sinh da mặt lại bằng nước sạch nhằm cuốn trôi tất cả các chất cặn và lượng axit còn tồn đọng sâu trong lỗ chân lông. 5. Tránh lạm dụng mặt nạ tự nhiên điều trị nám quá đà. Dù là phương pháp nào, chỉ nên duy trì 2-3 lần trên một tuần. Đắp quá nhiều sẽ làm da mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ trên bề mặt da, từ đó dễ gây tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài. Việc áp dụng mặt nạ tự nhiên nhiều lên da thường khiến lỗ chân lông bị to bởi các tinh chất có trong mặt nạ, đặc biệt là axit, sẽ gây hại cho làn da của bạn. 6. Luôn chống nắng vào ban ngày. Chắc hẳn các nàng đã biết việc chống nắng là bước cực kỳ quan trọng mà chị em tuyệt đối cần phải áp dụng trong quá trình điều trị nám tại nhà. Tia tử ngoại là nguyên nhân hàng đầu gây ra nám. Tiếp xúc nhiều với ánh nắng sẽ kích thích gia tăng sắc tố melanin, khiến da bị sạm màu. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi thì quý khán giả của Khỏe Mạnh Đúng Cách sẽ bỏ túi cho mình những tuyệt chiêu làm đẹp siêu đơn giản trong vài phút. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!